năm xin chào tất cả các bạn đến với mình. Đấy thì thật trước là mình đã đến mansion rồi nha các bạn. Đây mansion đây. Thì mình cũng đã hứa là tập này mình sẽ khám phá nha. Đây thì cũng nói cho các bạn nào mà chưa biết thì trước khi mà mình quay thì mình cũng có cài một cái texture pack 32x32 vô Minecraft. Đấy các bạn có thể thấy. Này tại là mình chơi là nó cũng đồ họa này là nó cũng giống y hệt như là đồ họa của mấy cái anh PVP hay chơi đấy các bạn. Các bạn mà xem như là anh Dream hay là gì đó ấy, mình không theo dõi nhiều lắm. Bởi vì mình cũng không rành cái PVP lắm nha các bạn. Các bạn mà có xem Dream hay là gì đó ấy, mấy anh YouTuber Minecraft khác ấy, thì các bạn sẽ biết là biết cái texture pack này nha. Mấy anh mình nghe nói anh ấy còn cài 512 hay là 1018 cơ. Đấy nhưng mà mình cài 32 nha. Đấy mà máy mình chơi cũng bình thường, không bật lắm. Đấy thôi kệ. Thế bây giờ mình sẽ khám phá luôn nha các bạn. Để mình xem là mình đang bật chế độ nào. Mình sẽ bật cho nó một cái chế độ bình thường nhá. Chứ mình sẽ không phải bình yên đâu. Mày gì đây? Không mấy vô creeper. Thì cũng lưu ý là trong này có vài chỗ rất là tối cho nên là bọn quái vật spam rất là nhiều nha các bạn. Này. Thì sao mình nướng thôi. Và trong này cũng có một cái bọn nào mình quên tên rồi, nó cầm dìu nha các bạn. Úi giời, phá biệt thự cho mày cái. Mới vội đã được con zombie chào đón rồi các bạn. Cút. Đấy. Bây giờ các bạn nhìn mình như kiểu là một anh thằng PVP chuyên nghiệp ấy nhỉ. Mặc dù đây là chỉ là đồ hạng 32 thôi. Ok, trước tiên là mình sẽ khám phá chỗ này trước nha. Mẹ ngoài kia nhiều zombie quá. What the fuck, xong là đúc cái chơi. Trường trên này mình không phải đúc rồi các bạn. Than hiện tại của mình cũng rất là nhiều nha. Đấy các bạn nhìn là mình cài vào. Và sau phát mẹ nhìn. Nhìn nó chân thực hẳn luôn các bạn. Mặc dù nó không như sao đơn nhưng không sao. Để xem nào. Hình như trong này là cái đồ hay sao ấy. Ở đây mẹ. Vừa nói xong phát có ngay trong cương để xem nào. Kim cương. Áo kim cương ngon. Thì mình dòm xem là quanh đây có cụ nào không. Không có thì mình sẽ bỏ các con giáp sắt của mình đi nha. Đây, mình sẽ vứt đi. Giáp sắt của mình gần phế rồi các bạn. Đây, trước tiên là mình sẽ để đây trước. Mặc giáp kim cương vào. Úi giời, ngon thế. Có cái bà Enchan thì tốt quá, để bố mày còn đi Enchan giáp kim cương của tao thì. Thì mình nghe nói nhiều bạn bảo là trong này là cũng rất là nhiều dương nha. Đi một phòng là mình sẽ đập ra mình khám phá này các bạn. Ấy mẹ, vừa nó xong phát lại có một dương. Ôi đi, con bà dương đéo có thì luôn các bạn. Cẩn thận đấy. Ui dồi ôi. Mẹ. Vừa mới ngẩng đầu lên phát mẹ. Hai con zombie đứng trên trời. Thì mà đuổi tôi ghê vậy. Cút ra ngoài. Cút. Ui nghe cái tiếng chân là biết là có con zombie. Con nữa rồi các bạn. Mẹ đến lẽ mình có thể đốt được cả cái biệt thự luôn đấy. Các mẹ cái đuốc. Chắc là nào mình sẽ phải cài một cái crystal pack là cầm đuốc phát sáng các bạn. Nhưng mà phải cầm hai tay cơ. Chứ không phải lúc nào tay mình cũng có thể cầm đuốc được. Hiện tại ở ngoài là trời là ban đêm rồi nhá. Để xem nào. Đừng bít cửa bởi vì là có thể có mấy các bạn cầm dìu ở đây nha các bạn. Nó mà cầm dìu nó bổ mình chết rồi các bạn. Evoker vẫn cả một cơn là mình quên tên các bạn. Ui vừa nghe thắc mắc có các bạn. Mẹ nó nhiều các bạn thế. Cầm kiếm dự phòng đi. Đấy các bạn thấy không? Đằng kia có một con này các bạn. Xem nó có đuổi mình không? Để mình đứng để chế tạo một cái đuốc ấy. Ôi trưởng, nó bị dispam rồi hay nó đi đâu ấy trời. Mẹ nó là dispam ở đây. Ui. Đấy các bạn này, nó kìa thế kìa. Thôi kệ mẹ đi, mình sẽ phải vứt thì thối nha. Đây. Đấy, mình sẽ tạo một cái đuốc. Xong. Mình sẽ tạo một cái đuốc nha. Dưới các bạn thấy nó kìa, bây giờ mình sẽ xông ra mình đánh thử nhá. Trước tiên là mình sẽ phải đứng lên block cái trước. Mình chơi, chọn ra cái. Trước tiên là mình sẽ dùng cung mình chọn ra phát. Chiu. Ôi nó kìa. Nó kìa. Emerald à. Xin. Không lấy được, mình vẫn xem nào. Thôi mình chơi mấy cái này mình sẽ phải chế tạo khối nha. Mẹ dòng quanh đây xem có bạn nào không bởi vì là quanh đây nhiều đứa lắm các bạn. Thôi bọn này mình nghĩ mình chế tạo khối đủ.
Mẹ vừa xong hay là có xem có thằng nào xì 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 bao ở đây không? Anh ơi, các anh ơi đừng xì spam ở đây nhá. Mẹ anh mà xì spam thì em chết quá. Thôi tốt nhất là mình phải có một cái block thôi các bạn. Có một cái block. Phòng. Có một block thôi mẹ, nhớ nơi mà xì spam ở đây thôi là xác định luôn là mình về trời trời thông báo. Đá cuội mình không cần đâu, bởi vì đá mình biết ở đâu cũng có mà. Các anh cứ lên giọng để em sợ thế. Lắm như kém với anh. Bằng chế tạo mình cũng không cần đâu. Đá thì mình sẽ đau ít. Đấy. Bởi vì đá xong rồi mình cũng là nhiều thôi bạn. Ok. Còn gỗ nữa. Gỗ cho mình nhiều lắm cho nên là cũng không cần. Ui có một anh kìa, Ui, anh ơi. Ui. Giờ đi vô PvP và anh ấy thử xem nào. Mẹ nó mà gọi cả bọn là xác định là mình bổ díu người đấy. Sợ anh ấy cho mắt bít đã trưởng. Ê, anh ơi. Không chơi với em à? Đau đấy. Thôi xong anh đỡ công chuyện em luôn. Xem cho mày còn chú nào không. Không còn thì tí mình đốt thì thử luôn. Xem nào. Có mấy cái quyển sách các bạn. Thôi bố rất cần. Đấy. Trong đây nhiều phòng lắm. Các bạn cứ đục đi là sẽ thấy luôn. À, cái này như kiểu là đấu trường các bạn. Ui, công nhận ở trong cái bản 32 là mọi người mắt. Nó sợ lắm ấy. À đây, trên đây chúng ta có một cầu thang các bạn. Mẹ ơi mà nhiều zombie quá. Xem nào. Bao nhiêu gì tem ấy mày. Nào, kiếm kim, kiếm địa ngục. Kiếm địa ngục mới thịt. Thân hạnh đồng hành cùng chương trình. Có dương nè. Có một cái áo kim cương luôn. Cút ra ngoài. Xem nào. Đúng là bọn ngu thật. Mình chế tạo ngay cho cái cút kim cương. Hai viên kim cương ấy, cho mình chắc mình để làm nguyên cái kiếm được rồi. Ok, thì mình có cách nha. Cẩn thận, không bọn nó mày xì spam ở đây thì tôi xác định là mình chết luôn đấy. Đây mình có cách nha. À, kim cương của mình đây đúng không? Đấy, mình sẽ ở đây. Hay làm cái nhỉ? À, thôi, chắc mình thì rảnh quá. Khối sắt này mình sẽ vứt đi nha. Sắt mình vừa là quá nhiều rồi. Đấy, xem nào. Quá đào mẹ rồi nhảy xuống xong. Xong. Bây giờ mình sẽ ra ngoài mình tìm xem có cái ông nào không. Ôi, ông nào kia? Evoker các bạn, đi Evoker. Chết cái mẹ rồi. Gặp phải con Evoker rồi các bạn. Ui. Mày có phải gặp phải Evoker các bạn. Thôi, chắc mình phải dùng cung quá. Dùng cung. Con này có Evoker ấy. Thì mình sẽ bắn sợ lắm thôi nha. Trượt. Ui. Hoảng quá trời các bạn. Mình cũng anh ơi. Nếu không biết cái đánh cái này là như nào ấy. Bởi vì mình chưa từng đánh bao giờ. Đây chắc mình phải dùng cung quá. Con này mình nghĩ phải đánh xa. Nào. Nó không kìa kìa. Một. Ui ạ. Bạn mất 2 tim giữa ở bố rồi. Thằng chó này ở đâu ấy. À đây chết rồi các bạn. Lát đấy. Xem nào. Ui tôi tém. Đặt hết đuốc ở đây nha, không cho mấy các bạn có vật ở đây xì bam nha các bạn. Mẹ nó mày xì bam ở đây cho mình chết luôn các. Mình có ngay một cái totem này nha. Để xem nào. Có ngay totem thì mình sẽ vứt cái gì nhỉ. Hay than đi. Than là mình nghĩ là cái gì các bạn. Trước tiên mình sẽ làm một cái chế tạo trước. Đấy, chế tạo đi. Xong. Than thì vứt than, lấy gỗ, bản chế tạo mình vứt luôn. Ok, xong rồi. Về Linh Nguyễn đã có một cái phần tử chiến sinh nha. Lại có cái bọn này mới lên giọng ở đây nhỉ. Cung hiện tại là có 17 mũi tên, không biết là cái đủ với không. Để xem nào. Ok, tao khuyến mại lại cho mày cái bản chế tạo đấy. Thằng nào có sống nhặt thì dùng nha.
Ui, nghe nói lại có anh nào spam ở chỗ này nhỉ? Có một con nhện các bạn ạ, nhện 8 mắt. Nhện nướng. Ăn chắc mẹ bố mình đang đói. Xem nào. Ui, thằng chó mắc đít, chết con mẹ ơi. Mẹ ơi, thằng chó mắc đít. Nó thủ mình để đánh các bạn. Mẹ thằng chó này. Con mẹ thằng chó này nữa. Mẹ nó thằng bọn này dậy khôn đấy các bạn. Nó thủ mình ở đây xong rồi để đợi mình ra để nó bắt. Nó này khôn đấy. Nó in cả cái mặt người nó lên đi. Mẹ ghê thật. Để mình chờ tí nhá. Cho mình xin cái bật lửa. Nó làm mình phát là mình chết luôn đấy bạn. Ui, lại một con nữa. Mẹ bọn này. Sao bọn này giỏi móc đít đấy nhỉ. Mày chơi ông à. Xem có một con Evoker ở đây nữa không. Ui. Mẹ thôi xong được rồi. Biệt thự này may mà nó xây dày nhưng mà nó xây mỏng như tờ giấy rồi mình chết luôn các bạn. Bây giờ mình phải vào phòng này phải ấy lại nữa rồi chết các mẹ thôi rồi. Thôi táo vàng ơi, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Bây giờ muốn vô đánh là mình sẽ phải dùng thuốc thử nước thuốc hồi phục. Đây mình sẽ dùng một chai thuốc hồi phục nha. Đấy, mình sẽ dùng một cái chai thuốc hồi phục. Đấy, xong rồi bây giờ mình sẽ xong rồi mình phun máu luôn. Chó này. Hai con cơ các bạn ạ, hai con cơ, không phải một con, chết mẹ rồi. Phun máu. Ý, phun máu bạn ơi luôn. Hình như trong này có một con Evoker cơ. Mày để yên một thằng Evoker đâu, mẹ mày đây con. Mình ăn một quả táo vàng mình vô mình chết á. Mẹ mày chết rồi con. Xong bách được một kêu tem nữa. À mày, thôi mình ăn một quả táo vàng đi. Cho đủ bộ xin kêu tem ba mày. Cho mày có một cái dương này để mình xem. Ui, mẹ rác. Thằng tím. Nó cho cái gì toàn rác không, để mình xem mà chai nước này nó cho mình cái gì nào. Để chúng nó. Diêu cút. Mẹ, chai nước này mà nó cho nước bẩn là xác định uống đau bụng đi ỉa 3 ngày chưa hết. Nước bẩn, cút. Mẹ, nó cho chai nước bẩn nữa bạn. Còn này chắc uống về xong mới tiêu chảy quá. Ok xong rồi nha. Ui ôi creeper lơ lửng kìa. Lêu. Thôi chạy. Lấy thuốc. Mày cẩn thận nhá bọn nó mà xì ba mà xác định luôn đấy các bạn. Nào, sao lắc thế? Là Evoker à? À mày. Thuốc đã hết hiệu lực rồi chúng mày còn. Thôi, bây giờ mình nghĩ là mình nên chơi cái totem trên tay các bạn. Mẹ con chó này, hay nhỉ. Quên mất là mình không có kiên. Mẹ ơi. Ý, đánh nhau đi. Xem drama cái nào. Zombie tiếp trước là tôi vừa đập thì ke. Chú thấy cái chết này. Chết, đập thì ke đi, không bật. Bây giờ mình sẽ vô mình khô màu với cái ông kia nha. Tôi thử nước phải dành đi. Ý, ông ấy rồi. Ông chơi ai. Xong, hạ gọn 3 thằng luôn. Đấy, để xem cái gì để chứa cái totem này nhá. Hay là chết để dùng đây. Đây, thôi lấy totem nha. Tổng cộng mình lấy được 3 cái totem này nhá. Mẹ bọn này láo lắm, để mình ra mình xử lý. Để không biết là có ngóc ngách nào đây không. Mẹ trong mình rộng, đúng rộng vừa rộng tối. Đúng vừa rộng vừa tối. Chẳng có gì làm. Chết ba đấy chỗ cũ rồi. Đi chỗ cũ. Đã quên chúng ta có bên này chưa khám phá. Để xem nào.
nghĩa là quanh đây sẽ có một cái gương ấy. Trên đây là vừa bị creeper nổ xong, nổ bánh xác. Úi dồi ôi, vừa nắp phát lại creeper. Nói chung mình nhìn làm bái vật lắm. Để xem nào. Ở láo thế, để lắm đấy các bạn. Nói cho mình phải tập trung một một chỗ có thật đấy quá. Rồi xong. Đèo. Mẹ có phải tổ chức sinh không sợ. Ui bắt em là gì, bắt em anh ơi. Ui trốn. Thế là xong. Bắt em kiểu gì. Vừa nghe. Ghê thích nhá. Xong. Giờ ra ngoài chị creeper nổ thôi các bạn. Nó đi spa rồi à. Nhưng càng tốt. Lên nhặt dương, lên nhặt dương. Xác. Xuống chịu creeper lên cổ cho banh xác. Đấy nổ đi, sợ gì. Bố có rắc kim cương rồi. Hai con zombie. Con chết mẹ con. Trong này toàn giường. Toàn giường là giường đấy các bạn. Mình thử vô trộm mấy cái giường. Chỗ này mình đến rồi nha. Mình lại đục đẽo ở đây tiếp. Mẹ xem thằng nào lại móc đít tôi đây. Nó thích chơi với tôi, đi ra đây thoải mái chơi, tôi không cấm. Ok, mình nghe ra đây cho mình nhiều dương nữa. Thế nào, lượm được hai cái giáp kim cương ngon phết. Cái này nào anh các bạn ơi, nộp hết dương gì tôi, hoặc là tôi vô tôi đập cho các bạn trận. Ok. Mấy thằng thiếu nào không? À mẹ, một thằng, bố mẹ thằng rồi. Lấy thả đi. Ui, à, thôi sắp chết rồi, Thôi mình chạy. Mẹ ơi, nó đánh nhiều quá, sắp chết rồi bạn. Ui, anh ơi, Em lỡ mồm anh ơi, Đừng đánh em, để anh em, em chạy. Xui dữ trời. Chúng ngay là hai thằng các bạn. Và đây một thằng rồi thôi, chắc đâu. Ui xui thế. Đúng rồi đây. Mẹ ơi. Thế giờ mình phải đi đâu? Thôi chắc bây giờ mình phải bình lửa thôi đi. Thế xong rồi. Mẹ bọn này mà vào thì chắc mình chết luôn đấy. Không biết có gì luôn. Mẹ xui mà không. Gần đây như có mấy ông. Để mình xem là bọn này ở đâu. Chứ không mà chắc mình toan. À, nghe bọn nó gần giọng thế nhỉ. Chúng mày gần giọng lên không? Để ông ra cho chúng mày gần nó mà thế. Hai thằng cơ mà. Một thằng đây rồi. Ui, vừa cuộn người phải ăn. Ui, mày, một thằng. Hai. Thằng nữa. Ừ, có một thằng nữa à? Ra đây, tao cho mày gần giọng cũng thế. Gì mày đi quay người bạn. Đúng rồi à? Bây giờ lấy mấy ngọc lục bảo, mấy ông rồi bạn. Thế giờ ngoài vẫn trời vẫn đang mưa nha. Để mình vô mình xăm thương tiếp. Ừ, có một ông nữa kìa. Chắc bên này mình chưa khám phá các bạn. Con chó này. Cái xì ba này à. Đây, lúc này trên này có dương. Chị khác có rồi, hãy là cho đốt. Bếp cần. Bếp cần hỏi cho đốt. Bọn mình trên đây nhiều dương lắm này. Mình vô bảo lắm một dương. Trong đây là như cả nhà ngục cả. Cái này nhà ngục các bạn. Nhà ngục khoang khám phá. Giờ xem nào. Thôi đùa ấy, ngu gì mà tụi mình nhốt mình như trời. Thế nào. Để mình xem có cái dương nào không ở đây. Mẹ đất có gì luôn. Biệt thự này to nhưng mà nghèo vẫn rồi nha. Hai creeper kìa, hai ba con kìa. Ra đây bố chấp hết. Rồi, ra đây ta mình ta chấp hết. Tao chấp. Nổ đi. Nổ đi. Tao chấp. Chấp chúng mày nổ banh cái biệt thự luôn.
bên đây toàn là xây cái đầu hay là cái gì không ạ? À? Bọn này lắm tiền, đúng là lắm tiền, thích gì cũng được. Bây giờ mình xem nào. Lông đen luôn, rồi than đen luôn. Ok. Trong này có rất là nhiều cái giường, nhưng mà dĩ nhiên là nhiều cái là trong này không có gì luôn. Nhiều cái giường người trong này không có gì. Chắc là bị player trước đó lấy hết rồi sao ấy nhỉ? Creeper kìa, phải chưa tổ banh cái giường đi. Nghĩ được ngay là cái gì đâu. Thôi tôi đi về. Về thì sướng. Càng hơn ở đây lượm những cái dương trống. Đây không có gì ở đây luôn. Lại đi kiếm đập cho. Lại kiếm đập cho. Nói chung mình như khám phá gần hết rồi sao ấy. Mình xong lấy cái dương mình về. Xem nào. Lấy rồi. Nổ đi, tôi chấp. Nổ đi. Nổ tiếp đi. Sao nó dương của mình dùng video à? Tôi biết thử được rộng lắm. Xem nào, trong này có gì không. Úi giời ơi. Mũ hiệu suất. What the fuck. Mũ hiệu suất. Bro. Không ngờ là trong mây. Không ngờ là trong mây có một cái cây các bạn. Tức là cái việc đục đẽo của mình có hiệu quả ghê ha. Chắc mình có phải chơi mấy cái trò đục đẽo quá. Trong này là có gì này. Lại đục đẽo ra mà. Nhà ngục. Bọn này có xây nhà ngục không? Thế mà rác. Thằng đã đóng cửa với đây ổn quá. Đóng cửa. Quay những cái video không yên thế trời. Ok. Đóng cửa vào tranh cái. Đừng có rèm đóng cửa ơi. Bên này là mình khám phá hết rồi nha. Bây giờ mình sẽ đục đẽo chỗ này xem có gì không. Không biết sự mình nghe nói bí ẩn lắm ấy. Cẩn thận bọn này lại hử. Lại hử à. Tí ra đây tao đánh với mày. Cho mày hử luôn mà thể luôn. Xem mày hử bao lâu. Mình lấy ra miếng thịt để ăn cái. Mày hết ba thịt rồi. Chán đấy mày. Đến xem nào. Cho nên hết mẹ mấy thịt nữa rồi. Lại con việc đục đẽo tiếp. Đây là cái gì mà mang những hiệu. Cũng có hiệu nghiệm chứ. Mình sẽ đục đẽo ở đây xem có cái dương không. Mình nghe nói cho mình nhiều dương lắm này. Mẹ bảo Creeper Zombie đánh tao chấp cho mày đánh luôn. Giáp bốm hỏng cái gì. Chỉ thấy cái mũ giáp hỏng thôi. Ok giờ mình sẽ lên tầng 3 nha. Nghe nói cái này nhiều ngóc ngách lắm. Tại sao mình khám phá này không có nhỉ. Có khi có chỗ có nơi mình chưa khám phá cơ. Có khi vậy. Bởi vì là mẹ trong này nó như mê cung. Để chỗ này khám phá luôn á. Khổ nữa là không nhớ cái đường lên tầng 3 đâu. Khổ lắm. Khổ lắm cơ. Úi dồi ôi, bắn đi, hết sợ. Giờ đường lên tầng 3 thì mình không nhớ. Ok, vậy là không tìm đường lên để đỡ mất thời gian thì mình sẽ chè luôn tầng 3 bằng cách này luôn nha. Đúng là trên này sân thượng rộng ghê cho các bạn. Quá rộng luôn, không phải rộng. Để xem có ông nào trên này nữa đâu mình nên mình vỗ vai cái kìa. Vút má vỗ vai cái. Xem nào, còn ông nào trên này không. Đề nghị chỗ mày là đề nghị các ông hãy nộp hết dương cho thôi nha. Ông nào mà không nộp dương ông mới phải chịu hình phạt. Rất là tàn khốc.
Rồi ông đứng kia, đứng chỗ hõm nhìn tôi. Mình có nghe nó xong đây nhớ ngóc lắm rồi mà. Nó biết tôi đâu, nó thử nước này. Ý, thử luôn. Không chết. Đấy trường, đây là cái đường vô rồi, nó là từ đây luôn à. Ôi vãi. Không nhận được nhiều ngóc ngách các bạn. Hay nhỉ, móc bố mày hay nhỉ. Ok, chắc khám phá xong rồi cần thêm mình cũng tạm dừng video đây nhá. Nếu mà bạn nào mà biết được cái đường nào mà biết cái đường nào mà khám phá cái thì tiếp thì comment cho mình đấy. Ok, xin phép các bạn là mình khám phá xong thì mình tạm dừng. Ok, vâng thưa các bạn là bây giờ không có gì đây nhá, mà có gì kèn nó dạy cho nó cứ bắn mình ngoài. Nó ở đâu rồi bố, người ta bố cho ăn cái gì vô mặt đấy. Đấy mẹ một con rồi. Ok, giờ mình sẽ ngồi cái bàn để họp thế nha. Tạm biệt các bạn, đi chơi đây.